Mời các bạn cùng nghe chuyện Mộng trong mộng tập 10. Căn nhà Vũ Thính của Tạ Uyên là căn penthouse kiểu Âu, mỗi tầng một thang máy riêng. Phòng khách vô cùng thoáng đãng, phong cách sắp đặt đồ đạc trong nhà tương đối đơn giản. Có thể nhìn ra được, những món đồ được bày biện đều cực kỳ có gu thẩm mỹ. Tạ Uyên mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, quần áo ở nhà thoải mái, hoàn toàn không giống với phong cách diện Âu phục thường ngày, khí chất dịu dàng hơn rất nhiều. Ông dẫn Khương Vũ đi tham quan khắp nơi, đồng thời bật đầu đĩa than lên phát vũ khúc Hồ Thiên Nga của tờ trai Kopsky. Chú Tạ, nhà của chú đẹp thật đấy, vừa to lại vừa đẹp. Cháu thích là được rồi. Tạ Uyên dẫn cô đến thư phòng, chỉ vào giá sách sát đất chiếm cả một mặt tường. Trên giá có rất nhiều văn vật và thư tịch về ba lê, cháu có thể tìm đọc thỏa thích. Chú đến phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên đây. Chú Tạ có cần cháu giúp không ạ? Không cần đâu, ở nhà cháu không cần làm những việc này. Sau khi Tạ Uyên ra ngoài, Khương Vũ tìm đọc một số quyển sách dày cộp trên giá sách. Cô nhận ra những quyển sách này đã úa vàng cũ kỹ, nhưng lại được giữ gìn rất tốt. Khương Vũ dở một quyển sách tiếng Anh có tên Khởi Nguồn của Ba Lê Trường Phái Lãng Mạn. Sau khi dở vài trang, cô phát hiện ra bên trong có chi chít dấu gạch chân, còn có những dòng chú dài bằng nét chữ đẹp đẽ ở bên góc, nhìn có vẻ giống như nét chữ của phụ nữ. Khương Vũ lại dở thêm mấy trang nữa, nhìn thấy một bức ảnh đã cũ. Bên trong là một cặp tình nhân đứng trên đường ray, xa xa là dãy núi Thường Sơn màu mực. Cô gái mặc chiếc quần yếm dễ thương, buộc tóc đuôi ngựa, ôm lấy eo người đàn ông như định hôn lên mặt ông. Mà vẻ mặt của người đàn ông rất nghiêm túc, nhìn vào ống kính máy ảnh, đứng ngay ngắn chụp ảnh. Khương Vũ nhận ra cô gái trong ảnh là Bộ Đàn Yên, còn người đàn ông chính là Tạ Uyên hồi còn trẻ. Hai người từng là một cặp tình nhân có mối tình rất đẹp, nhìn dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của họ. Lòng Khương Vũ cũng cảm thấy rất ấm áp, có khoảnh khắc còn hơi buồn thương. Sao lại biến thành âm dương cách biệt rồi cơ chứ? Trong phòng bếp, Tạ Uyên cầm chảo lòng sâu, đảo trộn món thịt xào diếu tỏi. Khương Mạn Y khoanh tay, dựa vào ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng bận rộn của ông. Chủ tịch Tạ còn biết nấu cơm cơ à? Trước đây tôi từng mở một quầy bán đồ ăn. Tạ Uyên bình thản nói. Khoản bếp núc không tệ lắm, đợi chốc nữa cô và Tiểu Vũ có thể nếm thử. Khương Vũ đảo mắt trắng. Xem ra hôm nay đúng thật là ông có chuẩn bị mà đến. Biết con gái tôi là một đứa ham ăn, ông muốn dựa vào đồ ăn để dụ con bé chứ gì. Cô đừng có lúc nào cũng suy ra âm mưu này nọ. Tạ Uyên xoay đầu qua nói. Tôi chỉ muốn đối xử tốt với con gái tôi. Khương Vũ vội vàng ngó đầu ra bên ngoài. Sau khi xác định Khương Vũ không có ở bên ngoài, bà mới đóng cửa lại lên tiếng cảnh cáo. Tôi không nói bừa với ông. Con bé không phải con gái ông, là con gái tôi. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Tạ Uyên nếm một ngụm canh trong nồi đất, thản nhiên nói. Nhưng cô có thể yên tâm, tôi không phải người không biết lý lẽ. Cô nuôi lớn con bé, tôi cảm kích cô, cũng tôn trọng cô. Khương Vũ nghiến răng tức giận nói. Ông có tư cách gì mà nói con bé là con gái ông? Lúc Yên Yên cần ông nhất thì ông ở đâu? Lúc cô ấy sinh con, đến cái bóng của ông cũng chẳng thấy. 2 năm tuyệt vọng nhất trước khi cô ấy đi, ông cũng không ở bên cạnh cô ấy. Bây giờ ông quay về đòi con gái. Tôi cho ông hay, không thể nào. Tạ Uyên buông chiếc muôi trong tay ra, cúi mắt xuống khẽ nói. Tôi từng ngồi tù. Khương Vũ khựng người lại, không nói gì nữa. Bây giờ trông tôi có vẻ rất vẻ vàng, có công ty, có tài sản, còn có căn nhà rộng lớn. Nhưng 2 năm tôi gặp được A Đàn ấy, tôi vừa mới ở trong tù ra. Đó là quãng thời gian nghèo khó nhất của đời tôi. Vào thời điểm đen tối nhất, gặp được một người con gái tốt nhất, tự ti là chuyện có thật. Lúc ấy ông chẳng có gì trong tay, sợ lý lịch ngồi tù sẽ ảnh hưởng công ty của bạn thân. Cuối cùng ông lựa chọn ra đi gây dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Ông mở một quầy đồ ăn ở con đường phía sau trường đại học của Bộ Đàn Yên, vừa kiếm tiền vừa ra sức học hành làm thí sinh lớn tuổi thi đại học. Bộ Đàn Yên khi ấy là cô gái xinh nhất trường. Cô biết múa ba lê, dạ hội hàng năm đều có bóng dáng múa lượn của cô ấy. Cũng có rất nhiều chàng trai thích cô. Dù thế nào Tạ Uyên cũng không thể ngờ rằng một cô gái như thế lại chú ý đến ông. Trong một khoảng thời gian rất dài, cô ấy đều đến ăn cơm ở quầy hàng ăn của ông. Cô mặc chiếc áo t-shirt màu trắng cùng quần jean rách ống, gọi một bát cơm rang. Bưng bát đứng cạnh ông, vừa ăn vừa tán gẫu trêu ghẹo ông. Ai có thể ngờ được, nàng thiên nga trắng của Đại học Bắc Thành, nữ thần giảng đường chỉ có thể ngước nhìn mà không thể với tới kia, lại giống như một cô nàng lưu manh,
chỉ cần có thời gian là chạy đến quán của ông ăn uống chùa. Cô không để ý đến chuyện ông ngồi tù, cũng không để ý ông trắng tay nghèo khó, càng không để ý đến tính tình hết sức tồi tệ của ông. Về sau, trong một đêm giao thừa nọ, sau khi nàng Thiên Nga Trắng tham gia một buổi dạ tiệc cấp cao nào đó xong, cô mặc váy múa màu trắng, băng qua gió tuyết chạy một mạch đến căn nhà trọ của ông, chỉ để nói với ông một tiếng: "Năm mới tốt lành." Trong căn nhà trọ chật chội lạnh lẽo, khi Tạ Uyên mở cửa ra, nhìn thấy nàng Thiên Nga Trắng tóc vương bông tuyết nhảy chùm lên người ông, ôm ông thật chặt. Cô thì thầm bên tai ông: "Em thích anh, thật sự rất thích anh. Cơ thể em, trái tim em, mỗi sợi tóc của em đều đang thích anh." Tạ Uyên của giây phút ấy, mỗi một tế bào trên người đều đang gồng lên kháng cự lại. Nhưng ông không có cách nào để từ chối. Từ chối tấm chân tình nhiệt thành của cô gái và sự yêu thích nhiều đến vậy. Đó là một buổi tối thật điên cuồng. Trong nhà trọ không có lò sưởi, Tạ Uyên thay một bộ ga giường sạch nhất lên. Họ đã uống rất nhiều rượu, cả hai đã bốc cháy đến cùng cực. "Sau đó tôi xuống phía Nam làm ăn, tay trắng lẩm nhẩm, nỗ lực vì muốn xứng với cô ấy. Nhưng cô ấy nói với tôi rằng, dù tôi có cố gắng như thế nào, chúng tôi cũng không thể có được sự chấp nhận của bà mẹ. Trừ phi cô ấy giành được giải nhất toàn quốc, cũng là danh hiệu queen duy nhất của người múa ba lê." Khương Mạn Ý thở dài: "Nhưng ông đã để vượt mất cô ấy rồi. Chúng tôi đã hứa với nhau cùng nhau nỗ lực. Tôi nỗ lực kiếm tiền, cô ấy nỗ lực nhảy múa. Đợi đến ngày tôi trở về, cô ấy sẽ dành cho tôi một niềm vui bất ngờ cực lớn." Tạ Uyên đau đớn nhắm mắt lại. Dù đã cách xa bao nhiêu năm trời, khi nhắc đến người tình thời trai trẻ vẫn bị thường như vậy. "Tôi không đợi được niềm vui bất ngờ của cô ấy, không bao giờ đợi được nữa." Khương Mạn Ý biết niềm vui bất ngờ kia là gì. Bộ đàn yên giấu cả thế giới, sinh cho ông ta một cô con gái đáng yêu nhất trần đời. Lúc ra đi, bộ đàn yên đã giao phó con gái cho Khương Mạn Ý. Bất luận bây giờ ông ta tự trách thế nào, Khương Mạn Ý cũng không thể trả con gái lại cho ông ta. "Nếu ông muốn nhận lại con gái, chuyện này ắt sẽ vỡ lở ra." Khương Mạn Ý trầm giọng nói. "Nhà họ Bội cũng sẽ biết chuyện bộ đàn yên đã sinh một đứa con gái. Ông cảm thấy họ sẽ thế nào? Bao nhiêu năm qua, cái vị trí queen trong giới múa ba lê, trừ bộ đàn yên ra thì vẫn chưa từng có ai khác giành được. Cô sợ họ sẽ mang Tiểu Vũ đi ư?" Tạ Uyên cười lạnh. "Không đời nào, trừ phi tôi chết." Khương Mạn Ý biết Tạ Uyên của hiện tại đã không còn là gã trai nghèo mà bộ đàn yên nhắc đến năm ấy nữa rồi. Dựa vào khả năng của mình, ông ta cũng đủ để đối đầu với nhà họ Bộ. Nhưng Khương Mạn Ý lại không làm được như vậy. Nếu nhà họ Bộ muốn đòi lại cháu gái, Khương Mạn Ý căn bản không thể ngăn nổi. Cũng giống như bà không thể ngăn cản Tạ Uyên vậy. Tạ Uyên với nhà họ Bộ không giống nhau. Tạ Uyên có tình cảm rất sâu nặng với Khương Vũ. Chính vì như thế, ông ta mới không cưỡng ép dẫn con bé đi. Đây cũng là lý do vì sao Khương Mạn Ý miễn cưỡng đồng ý cho hai người họ tiếp xúc với nhau mà không cứng quyết ngăn cản. Đúng lúc này, Khương Vũ mở cửa phòng ăn ra, nhìn hai người với ánh mắt ẩn ý. "Hai người, đóng cửa ở trong bếp làm gì thế?" Khương Mạn Ý lập tức nói. "Chú Tạ của con nấu ăn rất giỏi, mẹ nhờ chú ấy dạy mẹ nấu cơm." "Phải không?" Khương Vũ cười hi hi nói. "Vậy cũng không cần đóng cửa đâu." Khương Mạn Ý biết Khương Vũ đã hiểu nhầm chuyện gì, vội vàng đẩy cô ra ngoài, tránh gặp phải chuyện lúng túng. "Đừng có nói linh tinh, mẹ chẳng có gì với Tạ Uyên hết." "Con có nói hai người có gì sao?" Khương Vũ cười đùa. "Mẹ đang giấu đầu lòi đuôi đấy." "Con nói bừa nữa là mẹ về đấy, con ở lại đón Tết với ông ta đi. Mẹ về hâm chút rượu uống, chẳng thèm quản con." "Đừng đừng đừng, mẹ mà về mình con ở lại ngại lắm." Trong lúc hai mẹ con đang đứng nói chuyện ngoài ban công, Tạ Uyên đã bưng lên một bàn đồ ăn thịnh soạn. "Ăn cơm thôi." Khương Vũ bước lên, nhìn thấy món ăn thơm ngon hấp dẫn trên bàn. Cô kinh ngạc cảm thán. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. "Chú Tạ, tài nấu nướng của chú tốt quá, hoàn toàn không nhìn ra, ấy thế mà chú lại biết nấu cơm." Bình thường ông ấy đều mang dáng vẻ của người đứng đầu doanh nghiệp, tinh anh trong giới làm ăn. Không ngờ ở nhà ông ấy lại còn là người đàn ông biết việc nội trợ. Tạ Uyên vô cùng thỏa mãn vì lời khen của con gái, múc cho cô một bát canh đậu Hà Lan hầm chân giò. "Uống canh trước đã." "À, canh này cháu không uống được." Khương Vũ nhìn lớp váng dầu nổi trên mặt, cho dù đã đói cồn cào nhưng vẫn từ chối. "Cái này, cháu thật sự không thể uống."
Sao lại không uống được? Khương Mạn Ý chậm rãi nói. Kiểm soát ăn uống là tố chất cơ bản của một diễn viên ba lê. Đang tuổi ăn tuổi lớn, kiểm soát ăn uống cái gì? Sau mặt Tạ Uyên tối đi. Bố nói uống được là uống được. Vậy cháu chỉ uống một bát nhé. Tạ Uyên lại múc một bát khác cho cô, hớt hết váng dầu bên trên đi, để lại một bát canh toàn là đậu Hà Lan như tơi. Khương Vũ thổi cho bớt nóng, đang định uống thì chợt nhớ ra gì đó, nhìn sang Tạ Uyên. Chú Tạ, vừa nãy chú nói bố. Tạ Uyên hơi giật mình. Chú đã nói thế sao? Chắc không phải đâu. Khương Vũ nói chắc nịch. Chú đã nói thế, cháu nghe thấy rồi. Chú đâu có. Khương Vũ nhìn về phía Khương Mạn Y. Chú ấy đã nói thế, đúng không mẹ? Khương Mạn Y. Không nói, mẹ không nghe thấy. Ấy. Lúc đón giao thừa, Tạ Uyên và Khương Mạn Y đi ra một góc trên sân thượng đặt pháo hoa và pháo dây. Một mình Khương Vũ cầm theo điện thoại, lén lút đi vào phòng sách, gọi một cuộc video cùng đón giao thừa với Kiều Lệ. Nhưng gọi video qua đó mà hồi lâu không có ai nghe, sau đó bị từ chối. Khương Vũ lại gọi một cuộc video nữa, cũng nhanh chóng bị từ chối. Chuyện gì thế này? Không phải đã nói cùng nhau đón giao thừa sao? Cô gọi điện thoại cho Kiều Lệ. Lần này Kiều Lệ không từ chối mà nghe điện thoại. Bạn gái? Khương Vũ nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng nề của cậu. Bên đấy còn rất ồn ào, bén hỏi. Sao lại không nghe cuộc gọi video? Hết dung lượng rồi. Cậu hắng giọng. Đang ở bên ngoài, đang xem pháo hoa. Ồ, ra thế. Khương Vũ không nghi ngờ gì. Cậu đi ra ngoài có đi đôi giày mới tớ tặng cậu không? Có, đang đi đây. Vậy thì được, năm mới mà, phải mặc đồ mới, giày mới. Ừ. Vậy không ngắt máy, cùng chờ đếm ngược nhé. Không ngắt. Bên cậu ồn ào huyên náo quá, giọng cậu cũng hơi khác đấy. Nơi cuối con hẻm ẩm ướt, có một đứa bé đang xem pháo hoa và pháo dây, tiếng cười đùa vang vọng tựa như một thế giới khác. Cửu Lệ ngồi dựa lưng vào tường, trước mặt là một đống tro tàn còn sót lại. Trên mặt cậu có vết nhọ màu đen, quần áo cũng có không ít chỗ bị cháy xém, nhất là nơi cánh tay, vết bỏng cực kỳ rõ ràng. Cậu ôm khư khư đôi giày thể thao AZ mà Khương Vũ tặng cho cậu vào lòng. Chỗ gắn keo trên dây giày đã bị cháy đen, dây giày cũng bị cháy xém. Tuy nhìn hình dáng tổng thể không thay đổi, nhưng có thể nhìn ra, rất khó có thể đi đôi giày được nữa. Trong mắt Kiều Lệ răng đầy tơ máu, ôm khư khư đôi giày kia. Trên bầu trời xanh thẫm, từng bông pháo hoa đua nhau nở rộ. Màng nhĩ cậu kêu lùng bùng, huyệt thái dương giật giật gồ lên. Trong điện thoại, giọng nói dịu dàng mềm mại của cô gái vang lên. Kiều Lệ, sắp bắt đầu đếm ngược rồi, chúng mình cùng đếm nhé. 9, 8, 7, 6. Kiều Lệ gắng gượng chịu đựng cùng đếm với cô. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới cũng phải vui vẻ nhé. Khóe môi Kiều Lệ bất giác dương lên, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ đau đớn vô cùng. Tớ sẽ thế, Tiêu Vũ của chúng ta cũng phải. Kiều Lệ, giọng cậu nghe có vẻ không ổn lắm. Kiều Lệ cúi xuống hôn lên đôi giày cháy xém kia, sau đó dụi thật mạnh vào đôi mắt khô khốc nói. Có thể là vì bạn trai nhớ cậu quá mà. Khương Vũ khá lo lắng nói. Vậy chúng mình gọi video đi, tớ nạp tiền lưu lượng cho cậu. Kiều Lệ ra sức cắn chặt nắm tay của mình, bởi vì quá dùng sức nên cơ thể không kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Tiểu Vũ, tớ yêu cậu. Đào An Hình đứng trước cửa sổ sát đất của một cửa hàng đồ hiệu, nhìn chiếc váy dài đẹp đẽ được trưng bày trong cửa kính, đôi mắt ánh lên vẻ ao ước. Thật lâu sau, cô ta mới khẽ thở dài một tiếng. Trên con đường phủ trắng tuyết, Đào An Hình đợi đến gần nửa tiếng, cuối cùng cũng gặp được Hoắc Thành. Có điều nhìn Hoắc Thành có vẻ nhếch nhác, trên quần áo có bùn đất, mặt mũi sưng tím, khóe miệng còn dì máu, bước khập kha khập khiễng giống như đã đánh nhau với người khác. Đào An Hình vốn đã hẹn là cùng anh ta đón giao thừa, không ngờ anh ta không chỉ đến muộn mà còn bị đánh ra nông nỗi này. Cô ta kêu lên một tiếng, chạy chậm chậm lên trước hỏi. Anh sao thế? Sao lại bị đánh đến mức này? Hoắc Thành nhớ lại cảnh tượng ban nãy, ngọn lửa giận trong đáy lòng lại trào lên. Vừa rồi hắn dẫn theo một đám người đi gây sự với Kiều Lệ, muốn dạy cho thằng nhãi đó một bài học, dọa nạt nó cách xa Khương Vũ ra. Không ngờ lại trùng hợp bắt gặp tình tiết ngược cẩu điển hình, nhìn thấy đôi giày Khương Vũ tặng thằng nhãi kia. Hoắc Thành vốn đã bực tức từ lâu, thế là cho người giữ Kiều Lệ lại, chấm lửa,
chuẩn bị đốt rụi đôi giày thể thao AZ trước mắt kia. Nhưng không ngờ, Cửu Lệ lại nhào vào trong đống lửa, nhặt đôi giày kia lên như không muốn sống nữa vậy. Không chỉ thế, tưởng chừng như thằng nhãi đó đã lên cơn điên, xoay người lại túm lấy cổ áo Hoắc Thành, vật hắn ngã xuống đất, tung ra những cú đấm vừa cứng rắn vừa tàn nhẫn. 5-6 người cũng không thể nuôi nó ra nổi. Hoắc Thành bị đánh thê thảm, bụng hắn bị Cửu Lệ lên gối thúc suýt vỡ cả ra. Nếu không phải người xung quanh kéo ra, có lẽ hôm nay đúng là hắn sẽ bị Cửu Lệ đánh chết tươi. Khó khăn lắm mới chạy thoát được, miễn cưỡng giữ lại cái mạng. Vốn dĩ muốn dạy thằng nhãi đó một bài học, ai dè ngược lại là mình bị nó cho một bài học. Tâm trạng Hoắc Thành tồi tệ đến cực điểm, Đào An Hinh lại không ngừng gọi điện giục giã hắn. Cuộc hẹn muộn đến nơi rồi, bắt hắn mau đến đây. Hoắc Thành đến thì cũng đã đến, nhưng lại trưng ra vẻ mặt khó coi. Có phải anh đánh nhau với người ta không? Đào An Hinh ra vẻ ngay thẳng mà chất vấn. Hoắc Thành bực bội nói, bớt quản đi. Hoắc Thành, sao anh lại đánh nhau với người ta chứ? Thời gian này nhà trường đang bắt chuyện bạo lực rất gắt gao, nếu anh bị nhà trường biết sẽ ảnh hưởng đến danh dự đấy. Trong đầu Hoắc Thành toàn là hình ảnh đôi giày thể thao AZ mà Khương Vũ tặng cho Cưu Lệ, bỏ ngoài tai lời của Đào An Hinh. Đố kỵ, phẫn nộ, không cam lòng. Dựa vào đâu mà cô ấy đối tốt với thằng kia như vậy? Lúc yêu nhau trước đây, cô ấy cũng chưa từng đối tốt với mình như thế này. Thằng nhãi kia là cái thá gì? Đào An Hinh thấy Hoắc Thành ngó lơ mình thì cuống lên, đi đến trước mặt anh ta, lên tiếng dọa dẫm. Hoắc Thành, nếu anh cứ tiếp tục như này, tôi sẽ không nhận lời ở bên anh. Tôi là học sinh nghèo vượt khó của trường, danh dự của tôi. Còn chưa nói hết, ánh mắt sắc bén của Hoắc Thành đã liếc về phía cô ta, lạnh lùng nói. Thế cô cút đi. Đào An Hinh sững người, cô ta không ngờ Hoắc Thành lại nói những lời tàn nhẫn với cô ta như này. Lúc Hoắc Thành thích cô ta, theo đuổi cô ta trước đây, từ đầu đến cuối chỉ nói lời ngon tiếng ngọt với cô ta. Sao bây giờ lại, đơn ngột giống như đã biến thành người khác vậy? Trái tim thủy tinh của Đào An Hinh đã vỡ nát, đáy mắt ẩn ực nước mắt, nhìn Hoắc Thành với ánh mắt như muốn lên án. Tôi vì ai? Còn không phải vì anh sao? Hoắc Thành nhìn cô gái nước mắt lưng tròng trước mặt, nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí cảm thấy hơi nực cười. Lúc Khương Vũ tặng quà cho Cưu Lệ ban nãy, vẻ mặt cô toát lên sự quan tâm không thể che giấu. Đó mới là thứ tình cảm tốt đẹp xuất phát từ đáy lòng. Nhưng Đào An Hinh này, bên ngoài thì nói vì tốt cho hắn ta, nhưng nói được mấy câu là không rời được hai chữ danh dự. Cô ta nhận lời ở bên hắn, chẳng qua cũng chỉ vì thể diện, vì danh dự mà thôi. Nghĩ đến chuyện này, Hoắc Thành chỉ cảm thấy lạnh lòng, cảm thấy mình đã nhìn lầm rồi. Muốn ở lại bên cạnh ông đây thì đừng có chọc tức ông. Hoắc Thành nói bằng giọng điệu đầy lạnh lùng. Không thì cút. Đào An Hinh không thể chấp nhận nổi sự thay đổi thái độ của Hoắc Thành, xoay người định bỏ đi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, vì gia thế của cô ta, bất kể có cố gắng thế nào, dù có thi đậu một trường đại học cực tốt, muốn sống một cuộc sống hào môn giàu sang, chỉ có thể thông qua hôn nhân. Mà Hoắc Thành là tiền cược duy nhất của cô ta. Cô ta nghiến răng, cuối cùng vẫn dằn cơn tức giận xuống. Chẳng qua người ta cũng chỉ quan tâm anh thôi mà. Hoắc Thành nhìn bộ dạng đáng thương của cô ta, lại nghĩ đến Khương Vũ. Từng có khoảng thời gian, Khương Vũ cũng đi theo hắn một cách tội nghiệp như này. Phàm là chuyện gì cũng nhìn sắc mặt hắn, nghe lời hắn. Vậy mà trái lại, hắn lại cảm thấy cô không thú vị, nhàm chán chả có vị gì. Mà Đào An Hinh luôn không để ý đến hắn, lại khiến hắn cầu mà không được, thao thức khó ngủ. Nhưng bây giờ, dường như tất cả mọi chuyện đã đảo lộn. Đào An Hinh ở bên cạnh đã mất đi ánh sáng nữ thần cao không thể với tới của quá khứ. Mà Khương Vũ hắn không thèm trước đây, lại dần dần trở thành nỗi tiếc nuối khó dằn xuống trong tim hắn. Trong lòng Hoắc Thành chỉ cảm thấy nực cười, nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Khương Vũ của Đào An Hinh nói. Được rồi, biết em quan tâm anh rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, về sau nói năng phải chú ý chút. Đào An Hinh bĩu môi không nói gì nữa. Hoắc Thành nhìn chiếc váy trong tủ kính của tiệm quần áo hỏi. Em muốn bộ này à? Đào An Hinh dầu dĩ nói. Em không cần anh tiêu tiền cho em, dù có thích em cũng phải tự nghĩ cách kiếm tiền mua. Tiệm quần áo như này, dù em có kiếm 3 năm cũng chẳng mua nổi. Anh đừng có mà coi thường người ta. Được rồi, anh mua cho em. Không cần. Đào An Hinh nói với vẻ rất có chí khí. Em không cần anh tiêu tiền cho em, để người khác biết được, lại cho là em ở bên anh có mục đích khác. Em không muốn để người ta đàm tiếu. Người phụ nữ ở bên Hoắc Thành này, đến một bộ váy cũng không mua nổi,
anh chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nữa. Đào An Hình quan sát anh ta, thấy anh ta cũng nói thật lòng, đành thở dài nói: vậy em sẽ trả tiền cho anh. Hoắc Thành nhìn theo bóng lưng cô gái chủ động bước vào cửa hàng đồ hiệu kia, cuối cùng trong lòng vẫn chỉ cảm thấy trống vắng. Tối qua sau khi gọi video với Kiều Lệ xong, Khương Vũ nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Giác quan thứ 6 mách bảo cô rằng hình như sự tình có gì đó không ổn. Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm hơn cả Khương Mạn Y, tiến thẳng đến nhà Cửu Lệ ở Thủy Tịch Đài. Gõ cửa một hồi mà chẳng có ai đáp lại. Khương Vũ không tin mới sáng mùng 1 cậu đã ra ngoài, nhất định là đang ngủ nướng. Cô móc một chiếc khóa để trong hộp để sữa trước cửa, mở cửa đi vào nhà. Vào trong liền nhìn thấy đôi giày thể thao cũ sờn của Cửu Lệ nằm nghiêng ngả trên đất. Sao vẫn chưa vứt đi nhỉ? Khương Vũ cúi xuống xếp đôi giày ngay ngắn lại, cất vào trong tủ giày. Bạn trai, cậu có nhà không? Cửu Lệ. Khương Vũ đi trước dép lê to đùng của cậu, bước đến phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy căn phòng tơ mơ rèm cửa vàng đậm che kín như bưng. Cửu Lệ mặc nguyên quần áo nằm trên giường, tay vẫn ôm đôi giày cô tặng cậu. Có cần đến mức này không? Khương Vũ bật cười, bước vào phòng nhưng lại phát hiện hình như đôi giày kia có dấu vết bị đốt cháy, đến dây giày cũng bị đốt cháy xoăn lại rồi. Sau đó cô phát hiện tay trái của Cửu Lệ cũng có vết bỏng, trên mu bàn tay có bọng nước to bằng ngón tay cái, làn da xung quanh cũng đỏ ửng lên, tay áo cũng bị cháy xém, rõ ràng đã từng bén lửa, đã biến dạng cả rồi. Khương Vũ sửng sốt, vội vàng lấy cậu tỉnh dậy. Tay cậu bị sao vậy? Cửu Lệ mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy cô gái đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Cậu ngỡ mình đang nằm mơ, vô thức chạm tay vào khuôn mặt cô, sờ vào làn da mịn màng lành lạnh của cô, xúc cảm trên đầu ngón tay chuyển đến đầu mút dây thần kinh trong đầu. Cửu Lệ mới hoảng hốt tỉnh táo trở lại. Không phải nằm mơ. Cậu lập tức ngồi bật dậy như chim sợ cảnh cong, sau đó kéo chăn đắp lên người mình, nhưng lại nhận ra mình mặc nguyên quần áo mà đi ngủ, không có gì để che đậy cả. Sao cậu lại đến đây? Cậu dụi mắt một cách tùy tiện. Khương Vũ không trả lời cậu, cô quỳ xuống bên giường, bắt đầu vạch tay áo của cậu lên, kiểm tra những chỗ khác trên người cậu. Kiều Lệ nhìn dáng vẻ lo lắng của cô nàng, bật cười, duỗi tay giữ lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Mới mùng 1 mà đã chủ động thế rồi. Khương Vũ lập tức buông quần áo cậu ra, xuống khỏi giường, cầm lấy tay cậu kiểm tra kỹ càng. Sao lại bị thương nặng như này? Cậu đã làm gì vậy? Đốt pháo dây, bị bắn vào tay. Cậu cầm đôi giày thể thao hơ hơ trước mặt cô. Ngại quá, giày cũng bị tớ đốt hỏng rồi. Sao cậu lại ngốc thế? Khương Vũ tức điên lên được. Đốt pháo với chả đốt phiếc, còn làm tay mình bị bắn vào nữa. Cậu không biết xem chùa nhà người ta đốt pháo dây à? Phải đốt pháo dây, tiễn cũ đón mới. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Cửu Lệ nhìn dáng vẻ tức giận của cô, trái tim cậu cảm thấy rất ấm áp. Cậu giữ tay phải véo cái má phồng lên vì tức giận của cô. Đúng là tớ ngốc. Biết thừa là sẽ như thiêu thân vào lửa, nhưng vẫn đắm chìm trong đó, không thể thoát ra. Cậu không nói tiếp nữa. Cho dù cô chỉ bố thí chút quan tâm trong giây lát, Cửu Lệ cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Khương Vũ vội vàng chạy ra ngoài, được tìm thuốc trị bỏng trong tủ. Sau khi tìm được, cô kiểm tra vết thương trên tay Cửu Lệ nói: không được, cậu cần phải đi bệnh viện. Không đi, không cần thiết. Bác sĩ vừa nhìn là biết đây không phải vết thương do bị pháo bắn vào. Cậu không muốn để Khương Vũ biết được chuyện xảy ra vào tối qua. Chuyện của cậu sẽ tự xử lý. Phải đi. Khương Vũ cố chấp nói. Lỡ như để lại sẹo, vậy thì sẽ mang theo nó cả đời. Phải đi bệnh viện để xử lý vết thương. Tớ có phải con gái đâu, để lại sẹo thì có gì phải sợ. Đi đi. Không đi. Cậu có đi không? Không đi. Cậu không đi thì tớ về đây. Bye bye. Khương Vũ tức tối đứng dậy, bước về phía cửa, lại không cam lòng quay lại nhìn cậu một cái. Cậu vẫn nằm trên giường, một tay gối sau đầu không ngăn cô lại. Khương Vũ giậm chân, thật sự không biết phải làm gì với cậu. Sao cái tên này lại cố chấp thế nhỉ? Trong lòng cô vừa tức vừa cuống, nhìn vết bỏng trên mu bàn tay của cậu, lại cảm thấy cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên. Cuối cùng, rốt cuộc Khương Vũ vẫn quay trở lại, ngồi bên giường, cầm tay cậu lên, lấy thuốc trị bỏng ra, thoa lên mu bàn tay cậu từng chút một. Thuốc trị bỏng mặn mát, chân mướt làm chỗ phỏng vô cùng dễ chịu. Khương Vũ cẩn thận bôi thuốc cho cậu, nói với vẻ vừa đau lòng và trách cứ. Một thân một mình, lại không có ai quản, đốt pháo cái đỗi gì.
Nếu cậu muốn đốt pháo thì gọi tớ cùng đốt. Đủ ngốc, về sau cậu còn làm những chuyện liều lĩnh như này. Phạm sai lầm cũng chẳng có ai giúp cậu, giết người cũng chẳng có ai giúp cậu. Cứ nói mãi, đầu mũi cô cũng gai xẻ, bất ngờ nghẹn ngào bật khóc. Đồ ngốc! Trái tim Cửu Lệ bỗng quặn thắt, cậu duỗi tay ra chạm vào khóe mắt cô, cảm nhận được hơi ấm của nước mắt. Cậu khóc cái gì? Thì cảm thấy cậu ngốc quá đấy. Khương Vũ rụt rịt lên án cậu. Cậu lúc nào cũng phạm lỗi, lúc nào cũng bị thương, không có ai quản cậu, về sau phải làm sao đây? Con tim Cửu Lệ như bị cái gì trói chặt, cậu run rẩy bừng lấy mặt cô, lau những giọt lệ trào ra từ khóe mắt cô bằng ngón tay thô ráp. Cậu đừng khóc. Cường Vũ thút thít, bậm chặt môi dưới, dằn lại nỗi khó chịu sắp sửa dâng trào. Cậu đừng khóc. Cửu Lệ quỳ trước mặt cô, ra sức lau nước mắt của cô, hoảng loạn nói. Tớ đi bệnh viện, Tiểu Vũ, tớ nghe lời cậu. Cường Vũ nhìn cậu một cái, không ngờ cậu lại thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Đi bệnh viện? Ừ, đi bệnh viện, đi chết cũng được hết, cậu đừng khóc trước mặt tớ thế. Đúng là muốn lấy mạng của cậu mà. Khương Vũ dùng tay áo lau nước mắt, cười một tiếng. Không nói sớm chút. Cô đưa cậu đến bệnh viện khám tay, bác sĩ hỏi làm gì mà bị thương. Cậu liền nói không cẩn thận bị bỏng, không nhắc đến pháo, vì chắc chắn bác sĩ sẽ nhìn ra đây không phải vết thương bị pháo bắn vào. Nhưng cũng may là Khương Vũ chỉ mải lo cậu có đau hay không, có để lại sẹo hay không, cũng chẳng hỏi hàn đến cùng. Bác sĩ kê yến thuốc trị bỏng cho cậu, bảo y tá bong vết thương lại cho cậu. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Cửu Lệ lại đến một cửa hàng giày, tìm một loại dây giày giống y hệt dây giày của đôi ban đầu. Sau đó nhờ thợ sửa giày giúp cậu sửa lại đôi giày này. Thợ sửa giày đeo tạp dề da quen thuộc ngồi trên ghế, nhận lấy đôi giày ngó nghía, nhíu mày nói. Sao lại cháy thành thế này? Có thể sửa được không ạ? Có sửa cũng chẳng đẹp đâu. Thợ sửa giày chỉ vào phần cháy xém trên đôi giày nói. Cậu xem đi, cháy xém hết cả rồi, không đẹp đâu, bọn trẻ các cậu chắc chắn không muốn đi. Anh cứ sửa đi, bao nhiêu tiền cũng được. Khương Vũ nghe thấy thế bất đắc dĩ nói. Thôi bỏ đi, tớ mua cho cậu đôi khác đẹp hơn. Tớ muốn đôi này. Nghe thấy giọng điệu cố chấp của cậu, Khương Vũ biết anh chàng này mà bướng lên thì thật sự chẳng có ai có thể khuyên nổi. Thợ sửa giày làm hết sức mình bôi keo lại cho đôi giày, chỗ bị cháy xém cũng được vá một chất liệu màu sắc khác. Tuy nhìn cùng mình sơ sài, nhưng rốt cuộc gì cũng có thể đi ra ngoài được. Cửu Lệ trả tiền, sau đó ngồi lên chiếc ghế nhỏ đi đôi giày này lên. Khương Vũ ngồi xuống cầm lấy dây giày trong tay cậu, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt cong cong như vầng trăng. Bạn trai nhà ta đi cái gì cũng đẹp. Vừa nói xong, Cửu Lệ đột nhiên bưng mặt cô lên, đặt một chiếc hôn giữa trán cô. Nhẹ đênh giống như sợ xúc phạm cô, lại sợ cô thưởng cho mình một cái tát tai giòn giã. Sau khi cậu hôn xong thì lập tức chột dạ buông cô ra, sải bước thật nhanh ra khỏi tiệm giày. Khương Vũ đứng dậy hô lên với cậu. Cậu chạy cái gì chứ? Tiền sửa giày vẫn chưa trả đây này. Khương Vũ quất mã trả tiền, duỗi tay sờ lên trán mình. Giữa trán vẫn còn sót lại dấu hôn ấm nóng của chàng trai kia, cô không nhịn được mà bật cười. Trái tim cũng trở nên tê dại. Mùng 4, Esmila gửi thư mời tập huấn cho mỗi học sinh nhập học, tranh thủ nửa tháng nghỉ đông cuối cùng, tổ chức một khóa tập huấn cho học sinh mới năm nay nhằm giúp họ làm quen với cuộc sống ở Esmila trong tương lai. Khương Mạn Ý sắp xếp hành lý cho Khương Vũ rồi đưa cô đến cửa lớn của trung tâm nghệ thuật Esmila. Trung tâm nghệ thuật Esmila nằm trong thành phố khoa học ở phía đông quận Bắc Thành. Nơi đây có khuôn viên rất rộng, môi trường được phủ xanh cực kỳ tốt, hàng cây xanh mát, có công viên, có hồ tạo cảnh nhân tạo cùng với đài phun nước. Ở khu vực này rất ít nhà cửa, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, chất lượng cũng rất cao, có thể nói là khu nhà giàu của Bắc Thành. Trung tâm nghệ thuật chiếm diện tích gần bằng một khuôn viên trường trung học. Ở chính giữa quảng trường trước cửa lớn là đài phun nước hình thiên nga đen trắng, cúi chào kiểu hồ thiên nga. Khương Mạn Ý đưa hành lý cho Khương Vũ, chỉnh cổ áo và khăn quàng ngay ngắn lại cho cô, dặn dò bằng giọng điệu không mấy yên tâm. Có chuyện gì cũng phải gọi cho mẹ, bị người khác bắt nạt cũng phải nói, mẹ đến giải quyết cho con. Còn nữa, nếu thiếu tiền, muốn mua cái gì cũng phải nói, đứa người khác có, nhà chúng ta nhất định phải có. Tuy điều kiện kinh tế trong nhà không hề dư giả, nhưng từ trước đến giờ Khương Mạn Ý chưa từng thiếu cô về khoản ăn mặc. Khương Vũ không phải con gái ruột của bà,
Chính vì thế Khương Mạn Y mới cảm thấy áy náy, cảm thấy tội cho con bé, nên dốc hết sức mình để con bé bằng bạn bằng bè xung quanh không bị tủi thân. Khương Vũ đẩy đẩy Khương Mạn Y nói: "Được rồi mẹ, con chỉ đi tập huấn nửa tháng, tính ra cũng chỉ có 2 tuần. Tương lai nếu con đi học đại học, mẹ không yên tâm với con thế này, chẳng nhẽ muốn đi theo con đến đó cùng học à?" Khương Mạn Y không hề lo lắng về vấn đề này. "Con cũng đã vào Esmila rồi, đại học có thể cách xa Bắc Thành sao?" "Chuyện đó cũng không chắc, Bắc Thành toàn là đại học tốt, chưa chắc con đã thi đỗ, mẹ đừng vui mừng quá sớm." "Mẹ đã hỏi thăm từ chỗ giáo viên chủ nhiệm lớp các con rồi, cậu chàng mà con qua lại ấy, thành tích không phải là tốt bình thường đâu. Đó là ứng cử viên cho vị trí hạng nhất tỉnh đấy, tương lai thi đậu đại học Bắc Thành là cái chắc. Con không học cùng một trường đại học với người ta ư?" Khương Vũ vô cùng cạn lời. "Làm gì có người nào như mẹ, sao mẹ lại hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm những chuyện này chứ?" "Đương nhiên mẹ phải hỏi thăm." Khương Mạn Y véo tay Khương Vũ. "Mẹ đồng ý cho con học múa, nhưng học hành tuyệt đối không được xá sút, biết chưa?" "Con biết rồi, mẹ mau đi về đi." Khương Vũ đẩy đẩy Khương Mạn Y về. "Đúng rồi, còn nữa, mẹ vẫn có lời muốn dặn dò con." Khương Mạn Y ghé lại gần cô nói: "Sau khi vào đó thì chăm chỉ học múa, chăm chỉ học kỹ năng, nhưng không được quá tin tưởng người khác, kể cả Bạch Thư Ý và Tiết Gia Di. Họ là bạn học cùng khóa của mẹ con. À, Bùa Đàn Yên. Nhưng mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Tóm lại, không được tin tưởng bọn họ." Tuy Khương Vũ thấy Khương Mạn Y hơi nghĩ nhiều, cô chỉ là một học sinh, chẳng có liên quan gì đến Bộ Đàn Yên. Cho dù hai người họ có xích mích với Bộ Đàn Yên thì có thể bắt bẻ đứa học sinh nghèo như cô sao? Nhưng để Khương Mạn Y không lo lắng nữa, cô vẫn gật đầu thật mạnh. "Mẹ, con sẽ cẩn thận." Lúc này cũng nhìn thấy không ít xe sang lái vào cửa lớn của trung tâm nghệ thuật Esmila. Khương Mạn Y không ngừng ngoảnh lại nhìn cô, dặn dò cô tuyệt đối không được tàn tiện, mẹ có tiền. Khương Vũ rất cảm động, cô vẫn luôn cảm thấy mẹ một thân một mình nuôi cô khôn lớn nên bây giờ, vốn chính là một nữ siêu nhân. Có một người mẹ như này, cô có thể ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, vĩnh viễn không còn tự ti nữa. Khương Vũ chưa kịp bước vào cửa lớn của Esmila thì tinh một tiếng, áp biết xài gửi một tin nhắn đến. "Xuất hiện chức năng người quanh đây, hệ thống tự động ghép người ủy thác, nhiệm vụ ủy thác, cứu vớt của bé lọ lem, tiền công 8 vạn, chấp nhận hay không?" Khương Vũ kinh ngạc nhìn đoạn tin nhắn này, trước đây chưa từng nhìn thấy những từ ngữ như này. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho tài khoản hỗ trợ. "Chức năng người quanh đây là gì vậy?" Tài khoản hỗ trợ biết sai trả lời. "Hệ thống cảm ứng được, người ủy thác đang ở trong khu vực bạn đang ở lúc này. Có lẽ là bạn học, bạn bè của bạn. Vì thế hệ thống tự động sàng lọc nhiệm vụ cho bạn." Khương Vũ phản ứng trở lại, cũng giống như mỗi khi đặt xe, hệ thống tổng đài sẽ tự động sàng lọc những tài xế gần bạn nhất, để tiện cho tài xế đến chỗ bạn trong thời gian ngắn nhất. Xem ra app biết sai cũng có chức năng như vậy. Từ đây có thể biết người ủy thác hẳn là đang ở trong trung tâm nghệ thuật Esmila. Nếu đã ở đây nửa tháng, Khương Vũ dứt khoát ấn vào nút chấp nhận nhiệm vụ. Rất nhanh sau đó, một cô gái tên là Lâm Miểu gửi lời mời kết bạn cho cô, tiến thẳng vào chủ đề nói với cô rằng: "Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn." "Khương Vũ, bạn có thể nói cụ thể một chút hơn không?" Lâm Miểu: "Tình huống cụ thể ư? Để bạn nhìn thấy tôi của khi đó tự nhiên sẽ rõ ngay thôi." Khương Vũ hỏi chấm: "Chỉ có vậy thôi sao? Đây được coi là tình huống cụ thể gì cơ chứ?" "Cái gì cũng không nói, sao cô giúp cô ấy được?" Lâm Miểu đã offline. Tuy Khương Vũ không hiểu nhưng cũng không rối rắm với chuyện này quá nhiều. Giống như Lâm Miểu đã nói, có lẽ đợi đến khi nhìn thấy cô ấy tất nhiên sẽ hiểu ra thôi. Cô bước vào trung tâm nghệ thuật Esmila, tìm đến đại sảnh mà học sinh mới đến báo danh trong khuôn viên. Đại sảnh nơi học sinh mới báo danh có trần nhà cao khoảng 7-8 mét. Trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, không có một hạt bụi, sạch đến mức có thể phản chiếu bóng người. Ở giữa có một bức tượng điều khắc cực lớn, khí thế oai vệ, cực kỳ thần thái. Ở đây có mấy khu vực báo danh, lần lượt ghi rõ lớp A, B, C, D, E, F. Lớp khác nhau sẽ báo danh ở khu vực khác nhau. Lúc thi tuyển chọn, học sinh mới đã được đánh giá một lượt, cũng được xếp vào các lớp khác nhau. Số học sinh ở hai lớp A, B ít nhất, cộng lại cũng chưa quá 10 người. Từ đây có thể suy ra, sau này số học sinh cũng sẽ dần nhiều lên. Hai lớp E, F có hơn 100 người. Tất nhiên là lớp AB là hai lớp có thể đào tạo ra diễn viên chính, kể cả nữ hoàng thiên nga, hoàng tử, ác quỷ và các diễn viên chính khác giống như vở hồ thiên nga đều đi ra từ lớp AB.
Mà lớp CD thì đào tạo ra những diễn viên múa có tỷ lệ phấn cảnh nhất định như bốn thiên nga nhỏ. Còn lớp EF dĩ nhiên chính là diễn viên quần chúng trong cả đạn múa rồi. Tuy phấn cảnh không chắc đã ít, nhưng chắc chắn đều là phông nên không được chú ý đến. Tất nhiên là trên thư mời tập huấn của trung tâm nghệ thuật đã ghi rõ, sau khi khóa tập huấn kết thúc sẽ chia lớp lại một lần nữa. Nói cách khác, học sinh được phân vào lớp A có khả năng sẽ tụt xuống lớp F, mà học sinh được phân vào lớp F cũng có không gian thăng tiến. Vì thế khóa học tập huấn học sinh mới này có thể thấy là cực kỳ quan trọng. Khương Vũ nhận được thẻ tập huấn nhưng không ghi rõ rốt cuộc cô được phân vào lớp nào trong mấy lớp A, B, C, D. Nhân viên phụ trách hướng dẫn chỉ bảo cô chờ ở đây. Khương Vũ ngồi trên ghế nghỉ cạnh đó, nhìn từng cô gái chàng trai bước vào đại sảnh, thầm nghĩ phải chăng trong đó có thể sẽ có bóng dáng của Lâm Miểu. Trong số học sinh mới có không ít gương mặt nổi tiếng từ nhỏ, thậm chí còn có diễn viên múa ba lê cực kỳ nổi tiếng tham gia buổi tuần diễn ở khắp nơi, ví dụ như Thẩm Ngạo Tinh. Cô ấy vừa bước vào đã gây nên một trận xôn xao không nhỏ. Những cô gái từng học ba lê đều biết đến Thẩm Ngạo Tinh. Cô ấy quá nổi tiếng, trước đây từng hợp tác với diễn viên múa ba lê nổi tiếng thế giới không ít lần, là diễn viên múa ba lê cấp minh tinh có độ nổi tiếng cực cao. Không ít nữ sinh vây quanh xin chữ ký cô ấy, cũng không nằm ngoài dự đoán, cô ấy đi đến khu vực báo danh của lớp A. Chẳng bao lâu sau, một cô gái tóc ngắn, đeo gọng kính màu đen, dáng người cao ráo đến ngồi cạnh Khương Vũ. Mái tóc ngắn của cô gần như có thể xưng anh em với bạn trai nhà mình rồi. Ánh mắt của Khương Vũ lập tức bị thu hút. Có rất ít cô gái múa ba lê mà cắt tóc ngắn đến mức này. Vẻ ngoài của cô gái rất thanh tú, cũng tương đối xinh xắn. Nếu tóc không ngắn như này, có lẽ sẽ càng cuốn hút hơn. Cô gái đó cười với cô nói: "Chào cậu, tớ là Lâm Miểu." "À, cậu chính là..." Khương Vũ suýt chút nữa đã bụt miệng. "Ấy, tớ chính là gì cơ?" "Không có gì, tên của cậu khiến tớ nhớ đến một người bạn." "Ồ, người cùng tên cùng họ có nhiều lắm, tên của mình cũng không tính là đặc biệt nhỉ." Lâm Miểu không nghĩ nhiều. "Chào cậu, tớ là Khương Vũ, rất vui được quen cậu." Khương Vũ thấy cô ấy cũng ngồi trên ghế nghỉ, lập tức hỏi chuyện cô ấy. "Cậu cũng không biết mình được phân đến lớp nào à?" "Không phải, tớ ở lớp F." Lâm Miểu nói không hề giấu giếm. "Chẳng qua bên đó đang xếp hàng, tớ đợi chốc nữa qua đó sau." Khương Vũ quay đầu lại nhìn, quả nhiên khu vực lớp F có số đông người nhất đã xếp thành một hàng dài, mà số học sinh đứng trước khu vực lớp AB thì lác đác chẳng có mấy người. Khương Vũ nóng lòng muốn biết được nhiều thông tin hơn về người ủy thác, thế là lại hỏi chuyện Lâm Miểu. "Cậu vẫn đang học cấp 3 sao?" "Tớ là sinh viên năm nhất rồi." Lâm Miểu đầy gọng kính cười nói: "Tớ học ở Đại học Bắc Thành." "Giỏi quá." Lâm Miểu cười ngượng ngùng. "Vậy cậu thì sao?" "Tớ đang học lớp 12. "Thế thì áp lực lớn lắm nhỉ?" Lâm Miểu cảm khái nói. "Vừa phải học nhảy, vừa phải chuẩn bị thi đại học." "Tớ học rất bình thường, trọng tâm đều để hết vào việc múa." "Đã vào trung tâm nghệ thuật Esmela thì còn thi đại học cái gì? Đã chẳng còn quan trọng nữa." Lâm Miểu nói hùa theo. "Tiền đồ rộng mở rồi." "Cậu nói đúng, nhưng mẹ tớ vẫn muốn tớ coi trọng việc thi đại học." Lâm Miểu xua tay. "Người lớn đều như vậy, đừng để ý đến họ." Trong lúc nói chuyện, một cô gái tóc dài đeo kính râm kéo vali tới, tức tối quát Lâm Miểu. "Lâm Miểu, chị còn ở đấy mà buôn dơ lê với người khác gì vậy? Con không mau đến đây coi hành lý giúp tôi." Lâm Miểu đáp lại một tiếng, vội vàng chạy chậm chậm qua, đón lấy hành lý của cô gái kia để bên cạnh trông chừng. Còn cô gái kia thì cầm thư mời tập huấn đi báo danh. Khương Vũ tò mò hỏi cô ấy. "Đó là bạn cậu à?" "Không phải, là em gái tớ." "Hả?" Nghe giọng điệu sai khiến, quát tháo của cô ả với Lâm Nghiểu bàn nãy, hoàn toàn không nhìn ra họ là chị em. "Bố mẹ tớ ly hôn, mẹ nó là tiểu tam lên trước bà cả. Lúc lấy bố tớ, còn dẫn theo con gái với chồng trước, chính là cô em Lâm Huyền Nhi của tớ này." Lâm Miểu nói với vẻ bất đắc dĩ. "Bố tớ cũng nghe lời mẹ nó, con tớ á, phải thường xuyên nhường nhịn em gái." "Vậy thì cũng không thể chuyện nào cũng nghe theo lời em gái được." "Hết cách rồi, tớ muốn học múa, nếu không phải nó, có lẽ tớ sẽ không vào được Esmela." Lâm Miểu nhún vai. "Trong nhà sẽ không cho học phí, trừ phi sau khi tớ vào đây, chăm sóc nó nhiều hơn." Cuối cùng Khương Vũ đã hiểu nhiệm vụ cứu rỗi của bé Lọ Lem rốt cuộc là thế nào rồi. Thân thế này của Lâm Miểu chính là Lọ Lem phiên bản hiện đại điển hình. Bố mẹ ly hôn, bố lấy vợ khác, thiết nghĩ mẹ kế cũng thuộc dạng khá khiếp mặt.
Ông bố thì nhu nhược không bảo vệ được Lâm Miểu. Vì thế Lâm Miểu phải nhờ nhịn em gái khắp mọi nơi. Thậm chí ngay cả khi vào Esmela cũng phải trở thành bảo mẫu kiêm hầu học của em gái. Không khỏi quá thảm rồi. Khương Vũ có phần đồng cảm với cô ấy hỏi. Vậy em gái cậu được phân vào lớp nào? Lớp C. Lâm Miểu thở dài. Lẽ ra cô giáo Tiết Gia Di muốn chọn tớ vào lớp B, nhưng Lâm Huyền Nhi không đời nào chịu để tớ vào lớp tốt hơn. Nếu không trong nhà sẽ không cho học phí, cho nên tớ đành chọn lớp F. Khương Vũ quan sát vẻ mặt của Lâm Miểu, phát hiện lúc cô ấy kể lại mọi chuyện này, phần đa là bất đắc dĩ chấp nhận mà không hề có một chút ý định phản kháng hay phẫn nộ. Xem ra người ủy thác này là một bánh bao chuẩn sách giáo khoa đây mà. Người như này nếu muốn cứu giúp cô ấy thoát khỏi cảnh ngộ của bé Lọ Lem thì phải khiến cô ấy học được cách say no với cô em gái một mực chèn ép mình kia. Chẳng mấy chốc, khâu báo danh của mấy lớp đã sắp sửa kết thúc. Đám học sinh tập trung trước mỗi lớp của mình chờ sắp xếp ký túc xá. Lâm Miểu thấy Khương Vũ vẫn chưa tìm được lớp mình phải báo danh, thế là nhiệt tình kéo cô đi hỏi khắp nơi. Chào chị, phiền chị xem thẻ tập huấn này phải báo danh ở đâu ạ? Nhân viên ở khu hỗ trợ thấy thư mời tập huấn của Khương Vũ không giống với học sinh khác. Bên trong ngoài thông báo thời gian báo danh ra, thì không biết phân vào lớp nào. Đây, là thư mời tập huấn của Esmela sao? Nhân viên nọ là một chị gái rất trẻ, chị ta nhíu mày nói. Chị vẫn chưa từng thấy thư mời tập huấn như này. Bình thường đều viết lớp báo danh A, B, C, D, E, F. Thế nào cũng có một lớp của em. Khương Vũ trả lời. Thư tập huấn em nhận được không có viết. Chắc không phải là em đi nhầm chỗ rồi chứ. Lâm Huyền Nhi cũng để ý đến tình hình bên này. Thấy Khương Vũ thân thiết với bà chị kế Lâm Miểu của mình, dĩ nhiên cô ta sẽ có chút chán ghét Khương Vũ. Cô ta đi qua rồi nói. Thư mời này của cậu chắc không phải là giả đâu nhỉ. Lâm Miểu vội vàng nói. Huyền Nhi, em đừng nói bừa, đã vào đây rồi sao lại là giả được? Ngậm mồm, chị có tư cách gì gọi tên tôi? Cẩn thận tới mách bố khiến chị rời khỏi Esmela ngay lập tức đấy. Lâm Miểu lập tức im bặt. Khương Vũ thấy bộ dạng nhu nhược của Lâm Miểu, nghĩ bụng bình thường không biết còn bị Lâm Huyền Nhi ước hiếp thế nào nữa. Lâm Huyền Nhi xăm soi Khương Vũ bằng ánh mắt khinh miệt, thấy quần áo cô mặc hết sức bình thường, ba lô trên lưng cũng chẳng có nhãn hiệu gì, trong lòng cũng hiểu ra phần nào. Cái thư mời tập huấn của cậu chắc chắn là giả rồi. Người như cậu sao có thể vào được Esmela? Chắc đến học phí cậu cũng không nộp nổi đâu nhỉ. Giọng cô ta rất chói tai, lập tức thu hút sự chú ý của học sinh xung quanh, kể cả cánh tiểu thư nhà giàu như Thẩm Ngạo Tinh. Ngay tức khắc, từng đôi mắt quét qua người Khương Vũ như lưỡi dao. Khương Vũ biết, ngay cả lớp nghệ thuật bình dân như lớp nghệ thuật Linh Tước cũng có rất nhiều kẻ bợ đỡ khinh nghèo khen giàu, chứ đừng nói đến một nơi như Esmela này. Học sinh có thể vào được Esmela chắc chắn đều ở trong gia đình trung lưu trở lên ở Bắc Thành. Người có hoàn cảnh gia đình thấp kém như cô đúng là không thể nào vào được Esmela. Cho dù có thi vào được thì học phí cũng trở thành vấn đề lớn. Vì vậy, những học sinh này trông mặt mà bắt hình dong cũng là điều khó tránh khỏi. Lâm Huyền Nhi thấy học sinh xung quanh đều xúm hết lại đây, lập tức càng được đà hơn, cất cao giọng gọi bảo vệ đến. Bảo vệ đâu? Chỗ này có kẻ mạo danh chiếm chỗ, mau đến dẫn cô ta đi. Khương Vũ vẫn chẳng phản ứng gì, cũng không đôi co với Lâm Huyền Nhi mà nhìn về phía Lâm Miểu. Nếu đã chấp nhận nhiệm vụ cứu rỗi cô bé Lọ Lem, vậy thì cô nhất định phải rào sân khấu biểu diễn cho Lâm Miểu, nhằm giúp cô ấy sửa cái tính bánh bao nhu nhược đi. Cô ấy là chị gái, vốn có tư cách phải quản cô em gái vừa non dại vừa không lễ phép. Lâm Miểu cũng rất khó xử, Khương Vũ là người bạn đầu tiên cô ấy quen khi vào Esmela. Bây giờ rõ ràng em gái nhà mình đang bắt nạt người ta, nếu cô khoanh tay đứng nhìn, có phần không công bằng quá rồi. Nhưng mà cô ấy không dám nói nặng lời với Lâm Huyền Nhi, dù sao nó cũng là người được chiều nhất nhà, mình và đứa Esmela cũng nhờ cả vào nó. Lâm Miểu khẽ nói với Lâm Huyền Nhi. Em đừng như thế, đã đến đây rồi sao lại có thể mạo danh chiếm chỗ được, nhất định là có hiểu lầm. Lâm Huyền Nhi nhìn Lâm Miểu tức giận mắng mỏ. Chị lại dám giả mồm cãi với tôi, chị là cái thá gì? Chị không giả mồm cãi với em, chỉ là chị, chỉ là trong chuyện mà bàn luận thôi. Giọng Lâm Miểu bé dần đều. Khương Vũ cũng nhận ra rằng muốn cô ấy cứng rắn với Lâm Huyền Nhi cũng thực sự đang làm khó cô ấy. Một người muốn thay đổi tính cách được hình thành từ hoàn cảnh gia đình bấy lâu nay không phải là một chuyện dễ dàng. Khương Vũ không làm khó Lâm Miểu nữa, lên tiếng giải thích. Tôi không mạo danh chiếm chỗ, chỉ là lúc nhập học cô giáo Bạch Thư Ý đích thân chọn tôi, tạm thời vẫn chưa xếp lớp cho tôi.
Vừa nghe thấy cái tên Bạch Thư Ý, Thẩm Ngạo Tinh vốn đang định bỏ đi chợt dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía Khương Vũ. Bạch Thư Ý là giáo viên có thân phận đến nào, đến một ngôi sao múa ba lê như Thẩm Ngạo Tinh cô đây cũng chẳng có cơ hội nói vài ba câu với Bạch Thư Ý. Sao cô ta có thể là học sinh Bạch Thư Ý tuyển vào được? Khỏi cần nói những học sinh khác, họ bắt đầu xì xào bàn tán với vẻ khó tin. Con nhỏ đó là học sinh mà cô giáo Bạch Thư Ý tuyển vào ư? Sao lại thế được? Cô giáo Bạch Thư Ý là giáo viên hướng dẫn đứng đầu Esmila, sao có thể đích thân tuyển con bé đó chứ? Đến mặt mũi của cô giáo Bạch Thư Ý như nào, tớ cũng chưa nhìn thấy nữa là. Thấy bảo năm nay cô giáo Bạch Thư Ý tuyển đặc cách hai học sinh, một người là Ôn Luân đã nổi tiếng từ sớm, người còn lại không phải là cô ta chứ? Không biết nữa. Chẳng bao lâu, có hai nhân viên bảo vệ vội đi tới hỏi. Có chuyện gì thế? Lâm Huyền Nhi chỉ vào Khương Vũ nói. Ở đây có người có ý đồ dùng thư mời tập huấn giả, lợi dụng sơ hở trà trộn vào Esmela. Mau đưa cô ta đi đi. Bảo vệ nghi hoặc nhận lấy thư mời tập huấn từ tay Khương Vũ xem xét, lại đối chiếu với thư mời của các học sinh khác, phát hiện đúng là không giống lắm. Họ chưa từng gặp phải chuyện như này, thế là quyết định dẫn Khương Vũ đi khỏi đó trước rồi đến văn phòng xác nhận tình hình. Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Nhốn nháo ở mỹ gì vậy? Mọi người đều quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Gia Di đang bước đến chỗ này. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi xám toát lên sự tinh nhanh và lão luyện, khoác một chiếc áo blazer bên ngoài, tóc búi gọn gàng, rất có khí chất của phụ nữ công sở. Không yên lặng mà đợi phân phòng, xuống hết lại đây nhốn nháo cái gì? Quy tắc đầu tiên của Esmela là kỷ luật, nếu không bằng lòng nghe theo thì bây giờ có thể ra về. Bà ta nói năng dõng dạc mạnh mẽ, rất có uy lực. Vừa nhìn thấy Tiết Gia Di, cánh học sinh đang bức xúc ban đầu lập tức im thin thít. Phải biết rằng Tiết Gia Di nổi tiếng nghiêm khắc của Esmela. Nếu như cô giáo Bạch Thư Ý là thiên thần thì bà ta chắc chắn chính là nữ mà đầu đáng sợ, hung dữ vô cùng. Dây và bà ta nhất định sẽ không có kết cục tốt lành. Tiết Gia Di nhìn Khương Vũ một cái, tựa như lại nhìn thấy bộ đàn yên của năm ấy. Mặt bà ta xa xầm nói. Lại là em gây chuyện. Khương Vũ bình tĩnh nói. Em không gây chuyện, là có người hoài nghi em lợi dụng sơ hở, mới bảo vệ đến để đuổi em đi. Tiết Gia Di cũng là người có tính cách thẳng thắn, nói ngay lập tức. Ai lại có quyền lực lớn lên thế, dám hô to gọi nhỏ ở Esmela? Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào người Lâm Huyền Nhi. Lâm Huyền Nhi lập tức giải thích. Thư mời tập huấn của cô ta là giả, em có lý do chính đáng nghi ngờ cô ta thừa nước đục thả câu. Tuy Tiết Gia Di không vừa mắt Khương Vũ, nhưng lời của Lâm Huyền Nhi lại chọc vào giới hạn cuối cùng của bà ta. Esmela là một nơi có quy củ, em là cái thá gì? Thư mời của bạn ấy là giả hay thật thì cũng không đến lượt em phát ngôn bừa bãi ở đây. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Huyền Nhi đã quen được người trong nhà chiều chuộng đủ điều. Bất kể là chị gái ở nhà hay là bạn học thầy cô ở trường, cũng chưa từng nói năng với cô ta bằng ngữ khí nặng nề như này. Mặt cô ta lập tức đỏ gay, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi. Đám học sinh xung quanh ngậm chặt miệng, âm thầm sợ hãi. Hôm nay cũng coi như được nhìn thấy uy lực của nữ màn đầu ở Esmela rồi. Tiết Gia Di cho bảo vệ đi khỏi đó, sau đó cầm lấy thư mời tập huấn của Khương Vũ ngó qua nói. Có ngốc không vậy? Tất nhiên em không được chia lớp rồi. Chẳng phải Bạch Thư Ý đã trực tiếp chọn em trở thành học trò ruột của cô ấy sao? Sao em lại được xếp lớp giống như học sinh khác được? Vậy ý của cô giáo Tiết là? Chút nữa em đi cùng Ôn Luân, đi thẳng đến phòng học múa tìm Bạch Thư Ý đi, còn ngồi ngây ra ở đây mà đợi. Thiệt tình. Tiết Gia Di cũng chẳng buồn để ý đến bọn họ nữa, nói xong liền đi làm việc của mình. Đám học sinh xung quanh đều nhìn Khương Vũ với ánh mắt không thể tin nổi. Khó có thể tưởng tượng được một cô gái ăn vẫn giản dị như này lại có thể trở thành học trò ruột của Bạch Thư Ý cùng với Ôn Luân. Cần phải có trình độ như nào mới có thể vượt qua học sinh lớp A về dưới trướng Bạch Thư Ý chứ? Thẩm Ngạo Tình cũng hơi ngây ngẩn, nhìn Khương Vũ với vẻ xấu xa, ánh mắt cũng thấp thoáng một chút không cam lòng hỏi. Cậu là Khương Vũ? Ừm. Trước đây học ở đâu? Giành được những giải gì rồi? Không có. Vậy đã từng tham gia cuộc thi quốc gia gì chưa? Chưa. Vậy sao cậu có thể trở thành học trò của cô Bạch Thư Ý? Cậu đoán xem. Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Ngạo Tinh bị người ta làm cho cứng họng, sắc mặt trở nên hơi khó coi, xoay người đi khỏi đó. Khương Vũ không thích Thẩm Ngạo Tinh hỏi mình bằng giọng điệu đó, chẳng quen biết gì cô, vừa mở miệng đã tra hỏi như tra hộ khẩu. Thật sự cho rằng cả thiên hạ này đều là của cô ta à? Lười phải để ý đến cô ta.
Lấm Miểu kinh ngạc nói với Khương Vũ. Trời ạ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ấy vậy mà cậu lại là học trò ruột của cô giáo Bạch, cùng với Ôn Luân. Ôi trời ơi, người bạn đầu tiên tôi quen lại chính là chùm sò có trình độ như này sao? Khương Vũ cười nói. Không phải chùm sò, là may mắn thôi. Lâm Huyền Nhi vừa bị bẽ mặt, không dám động đến Khương Vũ nữa. Thế là chốt hết tức giận lên người Lâm Miểu, gào lên với cô ấy. Này, còn lê mê cái gì? Mang hành lý của tôi đến ký túc xá đi. Lâm Miểu nghe lời đi qua, kéo vali của cô ta, ngoảnh lại nói với Khương Vũ. Chốc nữa kết bạn WeChat nhé. Khương Vũ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Lâm Huyền Nhi và Lâm Miểu, cảm thấy nhiệm vụ cứu rỗi cô bé lọ lem vừa khó mà lại lâu la. Chẳng bao lâu sau, Khương Vũ gặp được Ôn Luân. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie thể thao màu trắng mỏng đứng ở một bên hành lang, tạo cho người ta cảm giác chính là khí chất đàn ông lý tưởng. Cậu ấy đứng ngay ngắn ở đó, không giống tư thế cả lờ phất phơ dựa đại vào tường của cậu trai khác. Tư thế đứng của cậu ấy gây cho người ta cảm giác cậu có thể vào tư thế nhảy múa bất cứ lúc nào. Rất nhiều người có sự hiểu nhầm với diễn viên múa ballet nam, cảm thấy bọn họ cổ mắc, ái. Thực ra không phải như vậy, dáng người bọn họ rất chuẩn. Nếu không mặc đồ bó sát mà thay sang quần áo khác, đó tuyệt đối là cái mắc áo. Thực ra cũng ăn đứt người khác. Nếu còn có vẻ ngoài tuấn tú giống như Ôn Luân đây, vậy thì chắc chắn có thể coi là nam thần nhan sắc đỉnh cao trong đời thực. Khương Vũ biết Ôn Luân, cậu ấy cũng nổi tiếng từ nhỏ, nhưng cậu ấy không giống Thẩm Ngạo Tình từ nhỏ đã tham gia các cuộc thi, giành được các loại giải thưởng. Cậu ấy rất kín tiếng, không tham gia nhiều cuộc thi, nhưng hầu hết thời gian cậu đều dành cho việc tập luyện múa ballet. Vì thế, những lần lộ diện ít ỏi đều khiến người ta phải chăm chú dõi theo màn biểu diễn kinh diễm của cậu ấy. Ôn Luân và Khương Vũ cùng đi đến văn phòng của cô giáo Bạch Thư Ý. Trên đường đi cũng làm quen sơ qua với nhau. Cậu ấy không ra vẻ ta đây, đối xử với người khác khiêm tốn lễ phép, mới đỏ da trắng tạo cho người ta cảm giác mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Khương Vũ không có tiếng tăm gì, ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng cậu ấy không coi thường cô chút nào, còn xách hành lý giúp cô. Trong văn phòng, Bạch Thư Ý dặn dò Ôn Luân vài câu về nhiệm vụ buổi tối, rồi cho cậu ấy về ký túc xá thu dọn hành lý trước. Ôn Luân lễ phép gật đầu chào, rồi đi khỏi đó. Bạch Thư Ý quay lại, đặt tay lên vai Khương Vũ nói. Tiểu Vũ, vì em giành được học bổng của Esmila nhập học vào đây, tuy học phí được miễn hoàn toàn, nhưng các chi phí như ăn ở vẫn cần phải tự lo liệu, có được không? Thưa cô Bạch, đây là điều nên làm ạ. Vậy được, cô bảo Ôn Luân đợi em ở bên ngoài, hai em có thể cùng đến ký túc xá. Thưa cô, em muốn hỏi một chút, mấy người ở một phòng ký túc xá mất bao nhiêu chi phí ạ? À, chiếu theo tiêu chí trên lớp theo các cấp bậc khác nhau A, B, C, D, E, F, điều kiện ký túc xá cũng không giống nhau. Lớp E, F thì 4 người một phòng, phí ký túc xá nửa tháng là 3.000. Lớp C, D là 3 người một phòng, phí ký túc xá là 6.000. Lớp A, B là 2 người một phòng, 1 vạn. Còn em và Ôn Luân, vì do cô trực tiếp chỉ dạy, nên các em được ở phòng tốt nhất, 3 vạn rưỡi. Khương Vũ, 3 chấm. Quả nhiên, Esmila là trường nghệ thuật của người giàu. Chi phí ký túc xá nửa tháng cũng đã bằng số tiền mẹ vất vả kiếm mấy tháng trời rồi. Tuy bây giờ Khương Vũ đã có khả năng kiếm tiền, nhưng cô tuyệt đối không thể tiêu tiền như thế được. Cô lập tức nói. Thưa cô Bạch, em có thể xin vào ký túc xá 4 người một phòng ở lớp F không ạ? Em khá thích cuộc sống tập thể. Bạch Thư Ý nhìn ra sự eo hẹp về mặt kinh tế của Khương Vũ, bà ta dứt khoát nói. Chắc là không thành vấn đề, em đi đến ban hậu cần nói một tiếng, đổi ký túc xá là được. Cảm ơn cô Bạch, em đi ngay đây ạ. Em đợi một chút. Bạch Thư Ý gọi Khương Vũ lại nói. Xét thấy em nhập học bằng học bổng, Esmila chúng tôi cũng có quy định. Học bổng không được lấy không, mà cần phải tham gia phục vụ cộng đồng. Em có thể hoàn thành không? Cụ thể là gì ạ? Chính là em cần phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng một chút, đến làm thêm ở căng tin. Sau khi kết thúc buổi tập huấn, quét dọn vệ sinh phòng học. Yên tâm, không vất vả lắm đâu. Vâng, chuyện này không thành vấn đề. Khương Vũ hớn hở trả lời. Được, vậy em đi đi. Khương Vũ rời khỏi văn phòng của Bạch Thư Ý. Một lúc lâu sau, Bạch Thư Ý mới chậm chạp xoay người, đi đến bên cạnh tủ để cúp và giải thưởng. Bên trong tủ có một bức ảnh đã úa vàng, là bức ảnh chụp chung của học sinh tốt nghiệp Esmila khóa của bà ta năm ấy. Bộ đàn yến đứng chính giữa những bạn học khác, nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp. Khóe môi Bạch Thư Ý hơi nhướng lên,
bà ta mở tủ ra, úp khung ảnh xuống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.